Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nhá. Thì ở clip hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cây AKM7C mà đã được mã vàng nha. Và tên gọi chính xác của cây này đó là AKM Hải Tặc Vàng anh em ạ. Rồi, hôm nay sẽ tiếp tục bay vào khu xưởng Tesla. Đây rồi, đầu game có AK luôn mọi người ơi. Đây, trước mặt mình có một team luôn này. Bên kia cũng có luôn à. Bắn cái gì vậy ta? Trời ơi. Vâng, mới game đầu anh em ạ, tay hơi ngáo tí. Ô, hai team à? Trên này một tên đang chạy này. Vậy là chỗ này có hai team luôn anh em ạ, từ một team cơ. Ui. Đây rồi, một tên nốc này. Đó. Vâng. Mới game đầu tay hơi cứng anh em ơi, phải vận động một tí tay mới dẻo dai được. Hôm nay mình có mang luôn cả cái trang phục chị ong nâu nâu luôn này. Đấy, các bạn thấy nó hợp gu không? Quá hợp luôn. Cũng muốn làm clip về cái bộ trang phục này rồi nhưng mà chưa làm được. Thôi hôm nay tiện làm luôn cả bộ trang phục với lại cây AKM7C mạ vàng nha. Đây một tên công lên này. Chắc là tính lên công lên để cứu bạn đấy. Mình thơm luôn. Vâng, bên kia vẫn đang có tiếng súng bắn nhau cơ. Ôi bên ngoài này. Tên là đang đốc này, mình gạt hộ. Đây là con bot. Đây bắn luôn đi, để mình lên mình gạt cái ông ở trên này luôn đi anh em. Không phải bị cái team kia nó gạt hộ đấy. Bỏ xuống dưới này rồi cơ á. Nhanh thế nhở. Tự nhiên bây giờ yên ắng thế. Vâng, hình như là mình bị con bot ngoài này nó KS kill mà mình đốc con bot kia rồi anh em ơi. Trời ơi. Bị con bot này KS kill rồi. Chưa thấy con bot kia hiện kill cơ. Thôi nhưng mà không sao. Như các anh em thấy thì cái skin AKM vàng này thì nó cũng chẳng khác gì đâu. Nó chỉ thay đổi mỗi cái ngoại hình thôi. Còn về cái thông báo diệt và cái hòm thì nó vẫn y chang luôn nha. À đúng rồi, mình có phát hiện ra được một cái hay của cái phiên bản AKM7C mà mạ vàng này, nó rất là hay luôn anh em ơi. Có nghĩa là nếu như các bạn mà không muốn dùng cái trang bị vàng này nữa ấy, thì các bạn có thể quay trở lại với trang bị cũ, trang bị kiểu mà từ trước giờ mình đang sử dụng ấy. Tí nữa cuối clip mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà để gọi là thay đổi lại cái ngoại hình cũ nhé. Uầy, nó ốp bom về chỗ mình luôn này. Vậy là tên này đang kê trước mặt mình hay sao ấy mọi người. Không biết là cái team nào đã clear chưa nữa. Mình cũng đang sợ, đang còn hai team đang kê nhau ấy. Bây giờ mình công thì sợ bị kẹp. Đây rồi, tầng chân bên phải này. À, chạy lên trên tầng rồi. Đấy, đang sấy ấy, vẫn đang sấy anh em ạ. Vẫn đang sấy rất là nhiệt tình luôn. Giờ mình công lên cũng hơi khó. Tại vì cái góc trước mặt này mình thấy nó rất là khó bắn luôn. Ồ, M24 này. Đấy, combo 7C đây, nhưng mà bây giờ AK nó đã gọi là lên tầng, lên một tầm cao mới rồi, mạ vàng rồi. Bây giờ làm sao để mà công được cái bọn này này anh em, mình cũng chưa dám đẩy anh em ạ. Cứ từ thôi, đứng đây quan sát một lúc xem như nào. Đấy, yên ắng lắm, vẫn chưa nghe thấy cái động tĩnh gì luôn. Hay để mình công lên chỗ đoạn trước mặt này luôn đi nhá. Vẫn chưa nghe thấy gì cơ. Ô, đâu nhỉ? Ô, ngay dưới này. Đây, mình sẽ ốp bom. Uầy, chạy thôi nó ốp bom luôn anh em ơi. À, tên này cũng tỉnh phết đấy. Rồi, bây giờ mình nghe được ông này rồi mình sẽ dí luôn nhá. Chạy vào trong rồi anh em ạ. Ui, có xe vào. Đây rồi. Rồi, clear luôn này. Còn team kia nữa, vừa vào luôn anh em ơi. Ơ, chạy luôn à. Trời ơi, thế mà mình tưởng là công vào đây cơ. Vãi cái trường ạ, team này tính là đi mở xưởng Tesla hay sao ấy. Nhưng mà chắc là thấy tiếng súng nó là né. À, gặp mấy ông chắc là cái danh rồi nên cũng không dám gọi là combat mọi người ạ. Thôi thì mình sẽ mở xưởng Tesla thôi. Đấy, vậy là clear khu này rồi sao ấy mọi người ơi. Quá ngon luôn. Cầm AKM hải tặc vàng này, mình cảm thấy bắn nó cũng khá tự tin. Tại vì quan trọng là nó đẹp mà anh em. Không biết là các bạn nhận định gì về cái skin AK hải tặc vàng với lại AK cũ nha. Thì anh em comment cho mình biết nhé. Để mình qua khu xưởng Tesla luôn nhé. Check khu đô dốc này chẳng thấy ai.
Đây, trước mặt mình có người này, là con bot. Sau lưng còn người này. Uầy. Uầy, tên này từ đâu ra vậy? Làm gì đấy? Ui, nằm định sấy mình à? Bạn đùa mình à? Ui, này thì nằm này, trời ơi. Tuấn nằm giữa đường mà Tuấn sấy mình là Tuấn dở rồi Tuấn ơi. Rồi, làm game mới nha Tuấn. Trời ơi, con xe đang mới sấy bị hư luôn rồi anh em ạ. Là đồng bọn của Tuấn đâu nhở? À đủ. Sau lưng có người, trước mặt cũng có xe luôn. Ô, hai team à, hai team. Ô, hai team đang bắn nhau này, mình đứng đây mình bắn. Ơ kìa. Chưa kịp bắn thì bị team kiến lốc rồi. Đây này. Đẩy đi đâu bạn ơi? Chạy đi đâu? Nóc hai luôn. Ui. Vâng, quả AK6X zoom 13X sấy sướng thật sự luôn anh em ạ. Mình phải firm đã. Hình như là trong nhà là team khác nữa. Đây, mình phải gạt không là bị mấy ông kia gạt hộ đấy. Gạt vợ ấy. Thôi, bỏ đi đâu bạn ơi. Có hai tên chắc là đang đi tìm xe đồng bọn đâu nhở. Kìa, có tiếng mini kìa, mình phải sờ mốc kín cái chỗ này để mình lút. Team này cũng có M24 với lại M4. Còn hòm ông kia, hồi thôi, té thôi. Ui. Ui, vẽ cả trường ạ. Trong kia có người kìa. Rồi, chạy đây chắc là bạn của hai cái ông mà vừa bị mình gạt đấy mà. Mình sẽ vào đây và mình đứng mình canh luôn. Thấy ông này vừa đứng ngay chỗ cái nhà vệ sinh ấy. Kìa, chạy kìa. Trời ơi. Mình mà vào sớm được một tí nữa thì ngon nhờ. Ông này vừa mới chạy khuất được luôn anh em ạ. Hên thật. Mình đứng đây mình đợi đi đã. Hình như là có mỗi một tên thôi mà. Mình phun nước mình công luôn đi này. Còn team bên kia chắc là cũng đang ở trong đấy thôi. Chưa làm gì cả. Ô, sấm mốc này. Biết ngay là định lên xe chạy mà. Đứng lại bạn ơi. Rồi, thủng lốp chưa? Ui, hơi thủng lốp rồi anh em ạ. Sấy luôn này. Không được anh em ơi, vẫn chạy được à? Mình lấy xe mình dí luôn. Trong này có con xe Dacia này, đấy. Công vội anh em ạ. Hai team chỗ này đấy. Đâu rồi? Kia là, à, kia là cái hòm ấy chứ. Vâng, cái hòm của AK7C lâu lâu nó cứ bị lag ấy, nó nhảy lên cái mình tưởng là có người cơ. Kìa, một tên đang chạy xuống dưới khu nhà kìa. Này chắc là team ở bên Rozok công qua à? Ui, bắn nhau rồi. À đâu, hình như là ông kia vừa bắn con bot thôi. Mình đứng đây mình quan sát. Thấy có hai tên rồi đấy. Kìa. À đủ. Sao lại ông này nhảy á? Thế còn cái ông nằm ngoài kia là ông nào? Đây, mình thấy có một ông đang nằm bây giờ chạy rồi. À, đây chắc là cái tên đã ghi lúc nãy đây mà. Rồi, mũ ba. Một viên nữa thôi. Mình công luôn đi. Công vội mới được. Vâng, còn hai ông trong cái chỗ nhà này thì nhảy thôi, mình thôi mình bỏ thôi. Các bạn đã nhận ra được rồi anh em. Ôi, bạn nằm đấy thì bạn nằm đấy thì bạn chết rồi. Bạn chết chưa? Vẫn nốc này. Thế đồng đội đâu? Này chắc là một tên cuối thôi, nếu như mà team ông này là cái team mà đi xe hai chỗ lúc nãy. Còn này chắc là team ở bên Rozok à, đúng không? Đây, mình thử loot đồ mình xem coi là ông này có cái băng đạn. Ui, 8x này. Ngon. Kiếm cái băng đạn xịn đỡ là ngon này. Đấy. Ôi, vãi luôn, bạn ơi, bạn gặp idol, bạn bắn vậy à? Mày bắn idol vậy à? Ơ kìa. Ơi, đừng bảo là đồng bọn nhá. Thôi kệ đi, mình cứ đi thôi anh em ơi. Trời trời ác này thật sự anh em là không thể tránh khỏi được team up đâu. Các bạn bảo là các bạn không thích team up nhưng mà thật sự với anh em là... Ôi, có xe vào. Trời ơi, sao lắm xe đi qua chỗ này thế? À đủ. Ôi, vãi cả trường ạ. À. Thế là như nào đây? Hai ông nhảy một ông bắn là như nào đây? Uầy. Cái tên Dewat đã dí mình rồi này. Hai tên à? Ôi trời ơi, làm gì đây? Ơ kìa. Ơ. Làm gì đây bạn ơi? Rồi, firm luôn. Đây, team khác nữa. Anh em mới tìm team Trung Quốc rồi. Còn tên kia đang táp mình.
Trời ơi, tí đã trúng đầu nha. Mình cũng chả hiểu sao tự nhiên lại hai ông nhảy lại, cái ông trên này lại bắn. Hay là khác team nhở? Để mình xem đã. Mình cứ sớm bóc ra mình lút đồ cho chắc ăn. Tên nào bắn là mình bắn lại. À, khác team. Không phải là đồng bọn với lại hai cái ông mà vừa nhảy anh em ạ. Ông này chết luôn mà. Rồi. Vâng, ảo thật đấy, chỗ này đông thật. Không biết đường nào mà lần đi. Nhưng mà bạn nào mà kiểu không thích mình team up với thật sự với anh em là gặp những người mà nhận ra mình ấy, bây giờ bắn các bạn ý mà các bạn ấy đã chủ động nhảy trước thì thật sự rất là không hay. Nói chung là để hôm nào mình sẽ làm một clip mình giải thích về cái vấn đề team up hay không nha anh em, với lại mong các bạn không 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 thích team up ở trên kênh đi, mong rằng là hiểu hiểu cho mình. Thật sự là mình cũng không muốn team up đâu, nhưng mà các bạn ấy nhận ra thì mình cũng phải đành đành gọi là buông thôi. Thôi bỏ thôi, nói chung là không bắn đi, mình sẽ bỏ thôi. Để hẹn các bạn ấy bò cuối mình vẫn đi săn người và bắn nhau bình thường nha, sẽ không team up như trận trước nữa. Này, có team vừa bắn flagan lúc nãy à? Trời ơi, lại có cả cái Aeron này. Vâng, hai hồn thánh trong này luôn. Khả năng là vẫn đang còn người đấy. Uầy, bên kia lại có team nào bắn flare. Ô, trời ơi, ông này yếu rồi anh em ơi. Bắn một tên AK với lại nhảy xuống từ trên cao như thế chắc cũng yếu rồi. Ở đây này. Trời ơi. Bạn chết rồi bạn ơi, team Trung Quốc anh em ơi. Đây, vẫn đang còn tiếng chân nữa ngay trên nóc này. Ông này như kiểu ông này team khác anh em, nãy thấy định leo nóc để ném bom ấy. Chả biết như nào, để mình thử công lên mình xem xét như nào nhá. Trên đồi đồ dốc kia lại có một team nữa kìa. Đang bắn về đây rồi. Khả năng là đang bắn mấy ông đang ngồi trên nóc ấy, mình sẽ lên trên này mình quan sát xem. Đây rồi. Chạy đi đâu bạn ơi? Gạt luôn. Mất kill đấy. À, nằm nè. Ôi, không trúng. Từ từ, có một tên bên trái nữa. À, nó leo xuống rồi à? Đây đúng không? Ui rồi ôi. Ông này còn MG3 hay sao ấy nhở? Ui, MG3 bị óp luôn này. Đây là cái team mà bắn flare gun này. Mình xin cái ốp nha bạn. Vâng, trận này mặc dù có MG3 nhưng mà mình không thể bắn được rồi. Tại vì đang nhân vật chính là cái AKM hải tặc vàng. Bây giờ MG3 cũng chỉ là dĩ vãng thôi. Còn tên lúc nãy mà vừa ngó mình. Ốp, đây là người à? Á đủ. Trời ơi, nó ngó cái đầu của nó. Mình tưởng là cái đuôi của xe buggy câu. Máy mà tên này cầm M24 đấy. Quả đấy mà cầm ốp là thôi game mới rồi. Rồi, không sao hết. Mình đang mũ 3. Ngó ra bạn. Nào. Ủa, hai tên này. Tên này ngó nhanh phết anh em ạ. Chết này. Ôi, ông này bắn được phết đấy mọi người. Từ từ, lâu rồi cũng mình chưa cầm lại snip ấy, cho nên là những phát bắn của mình nó gọi là nó hơi bị mù mắt một tí, anh em thông cảm nhá. Sao lại bắn trúng vào chảo mình được hay nhở? Hay là bắn vào chỗ nào chứ nghe cong một cái giống như kiểu bị găm đạn vào chảo ấy. Đây mình sẽ lấy góc bên này để mình quan sát cho nó dễ hơn. Để xem cái mấy ông này có... Ôi, từ từ chúng nó công vào à? Tính công vào chơi mình này, đúng không? Vừa thấy có một ông đang đi con xe máy tương lai không biết đi đâu ấy nhở? Đây trên kia vẫn là con người này. Nào, đấu lại nào. Đây đúng không? Nãy mình chỉ nhờn với bạn một tí thôi nhá. Chết luôn rồi. À, đây rồi. Cái tên đi xe bay. À, tính lên trên đấy, bay lên nóc mình chơi mình hay sao ấy. Vậy là tên này tính quay lại cứu rồi. Vậy là team này chỉ có hai thôi hay sao ấy mọi người. Mình công luôn. Không thể để cho bọn này cứu lại được. Xử lý nhanh anh em ạ. Bây giờ chắc là cũng chưa 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 cứu kịp đâu, chạm làm sao được. Kìa kìa. Chạy á. Bạn đùa mình. Chạy đi đâu vậy bạn ơi? Vâng. Thanh niên tính bỏ đồng đội để chạy lấy người anh em ạ. Này thì chạy này. Đứng dậy mà chạy đi. Ta phải bắn, phải khô máu lên. Bắn gọi là vì đồng đội, ai chơi kiểu gọi là chơi một mình đi. Chơi kiểu này là chơi một mình thôi. Nào, xem cái ông này có mũ 3 mới không? Vẫn bị hư à? Thôi đi thôi anh em. Mình sẽ vào khu nhà trước mặt này mình canh bo một tí nhá.
Bọn này vẫn đang đông lắm anh em ạ, 13 người nữa. Nói chung là chơi cái danh quán quân này thì chúng ta cũng không, đến những cái bò cuối đấy chúng ta không nên kiểu đi săn người được, lỡ gặp team 4 nó đi xe nó dí cho là toang đấy. Cứ nằm ấy đợi. Trong này nãy giờ cũng chả thấy nghe thấy động tĩnh gì. Khả năng là mấy ông này đi bên ngoài hết rồi. Kìa có xe kìa. Một con Tesla luôn. Ồ, hai con Tesla luôn à. Có ông bay. Lại xe vào nữa này. Từ từ, tên này tính làm gì đây? Tính làm gì, tính làm gì? Dừng đây đúng không? Thế thì bạn chết rồi. Bạn chết luôn. Vâng, dừng đúng góc mình đấy. Rồi, vậy là trên kia bắt đầu bắn nhau đấy. Vào bao cuối là bắt đầu là đồ sát nhau rồi. Uầy. Hình như là cái tên M24 ngoài kia nốc ai đó chỗ nhà thờ hay sao ấy nhở. Mình thấy hiện cái thông báo diệt đi. Thôi tầm này 19 kill rồi anh em ơi. Chơi chắc cú thôi chứ không chết đấy. Đến với con số tâm linh là mình không thể chủ quan được. Kìa, chúng nó chạy kìa. Nốc xong tính công à. Căng thế nhở. Đi hai xe này đâm ra mình cũng chả muốn sấy nữa. Kìa. Ui, nằm này. Rụng đầu này, ok ạ. Thôi xong. Mẹ bị thanh niên ở trên kia nó gọi là bắn, nó bắn luôn rồi anh em, mà nó KS rồi. Đây này. Rồi, rụng đầu này. Mình công luôn đi. Cày thế nhở. Tên kia nó nằm ngay giữa đồng cho mình bắn như thế rồi mà vẫn để cái tên trên kia nó KS được anh em ạ. Đúng là kêu dân tận mồm rồi mà còn để bị mất. Đây, mình sẽ dừng đây, mình quan sát xem nào. Đây, tướng chân trước mặt này. Đang cứu với sao nhở? Mình thử ốp quả bom đi. À đâu, Alo, alo, chưa alo. cứu đâu. Alo, ô tìm áp à? Alo, alo. Tìm áp lúc nãy à? Alo. Lô gì hay không? Alo. Lại hơi thôi bỏ đi anh em nhá. Alo. Cái gì đây? Ui, không bỏ nữa, bắn luôn. Ui, hai tên MG3 với lại cả Groza anh em ạ. Không được rồi, không được rồi. Từ 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 từ, gặp mấy ông mà cầm súng to này mình phải chơi chill thôi. Thề luôn đấy, quả ấy mình đã bỏ rồi. Tưởng là mấy bạn ấy nhận ra rồi, mấy bạn ấy kiểu muốn xin tha, mình định tính tha rồi. Nhưng mà ai ngờ đồng đội lại lên bắn, đây này mình bắn lại. Ở chỗ này có xe này, nãy vừa thấy có tiếng súng ngay dưới này nữa cơ. Hai team cũng chắc là vừa bắn nhau ngay chỗ này thôi. Đường đấy mình quan sát xem nào, có tên nào nằm không. À, sở bốc bên kia kìa. Để mình lấy góc cao hơn nữa đi. Đoạn này hơi khó anh em ạ. Uầy. Tất cả ốp trên kia vừa bắn chết ai rồi. Đây, mình đứng đây mình quan sát một lúc xem như nào. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, cái đầu. Cái đầu đây rồi, cái đầu đây rồi. Này chắc là bạn của cái tên mà lúc nãy mà mình tha đây mà. Mình công mình chơi team này đi anh em ơi. Kìa. Ôi, clear luôn rồi. Bị team ở dưới bắn chết luôn cái ông còn lại rồi. Mình hiện kill luôn. Thế bây giờ mình sẽ lấy góc trên này luôn đi. Đó, bây giờ lại thành góc đẹp này. Hợp lý luôn. Ồ, nằm ngay đây à bạn ơi. Uầy, 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 uầy. Từ 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 từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Dựng quả khiên đã. Trời ơi, tí chết anh em ạ. Kìa, tên này công lên luôn à. Vâng, tên này cũng yếu máu mà. Mấy quả đấy mình thấy nó hơi bị lỗi một tí. Bom mà. Bom làm sao được. Lên đây bạn. Có hai tên luôn, một tên bên trái nữa này. À, uầy. Bên trái có ốp, à chỗ bên phải chứ. Xử lý tên này trước đã. Không nốc à. Đây rồi. Tên này chạy đi đâu? Rồi, tính công chơi mình à. Có tên cuối trước mặt thôi. Team này hình như là còn còn hai anh em ạ. Phơm trước đã này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tính làm gì, tính làm gì. À, tính chơi mình đúng không? Lên đây mà chơi bạn. Rồi. Ồ, vậy là còn hai tên cuối trong nhà thôi anh em ơi. Trời ơi, bây giờ lại còn một đống đạn ốp thế này thì bắn khi nào mới hết nữa. Rồi, ok anh em ạ. Còn hai tên cuối lúc nãy vừa thấy có tên cầm ốp với lại có tên cầm AUG à. Không biết là chúng nó bắn nhau hay là chúng nó bắn ra ngoài này nhỉ. Mình cứ cẩn thận đã. Ố. Vãi cả trường, đã có tên móc qua bên này rồi này. Đây rồi, lom khom này. À.
tính chơi bài móc à? Thì là ra là hai tên lẻ anh em ạ. Kinh thật. Ồ đây rồi. Tên còn lại trước mặt mình này. Nhìn này, rồi. Vậy là top 1 25 kill, mức danh quán quân nha anh em ơi. Uầy. Thế là trận này hai bạn team up lúc nãy chắc là chết ở đâu rồi chứ không phải là hai bạn team up bẩn đấy anh em ạ. Chắc là bị team nào giết rồi. Đấy. Kiểu không có team up cái bắn rất là thoải mái luôn. Thì ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi. À quên mất, trước khi kết thúc cái clip này thì mình sẽ cho các bạn xem được một cái gọi là một cái hay trong cái trong cái cây súng mà nâng cấp lần này. Đấy, bây giờ nha, anh em mà muốn trở về trang bị cũ đúng không? Các bạn chỉ cần vào cái chỗ phần súng AKM này. Anh em vào cái chỗ mà để nâng hóa, à để cường hóa ấy, các bạn ấn vào cái chỗ mà hủy sử dụng đi. Thì khi các bạn trang bị lại cây súng súng AK đúng không? Thì nó sẽ thành skin cũ thôi. Đó. Nó rất là hay anh em ạ. Nói chung là mình thấy cái bản nâng cấp của những cái dòng súng mà mạ vàng như này mình thấy nó rất là đáng đồng tiền đấy. Khi nào anh em thích skin này các bạn có thể đổi. Không thích thì các bạn có thể đổi về skin cũ như này. Lại quay trở lại cái phần AK này. Vào cái chỗ cái phần mà để nâng cấp này. Anh em ấn vào chỗ mà user là sử dụng ấy là các bạn lại có skin AK Gold bình thường. Không phải mất thêm cái gì nữa. Rất là hay luôn. Đấy, thì ok, clip này mình cũng đã đem đến cho anh em một cái hay của cái phiên bản AKM 7C Gold và trải nghiệm một trận đấu solo squad. Thì bye bye anh em nhé, và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nhé.